Xin chào tất cả bác. Hôm nay bên em tiến hành lắp đặt chiếc camera hành trình Vision M39 trên chiếc xe Toyota Tiết này. Ở đây thì bác chủ cũng đang lắp một chiếc gương. Chiếc gương này thì theo bác chủ là bác ấy đã dùng rồi mà thấy không ổn lắm. Em cũng chưa biết là hàng của ở đâu ra, của hãng nào. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành tháo chiếc cam này ra để em lắp chiếc Red Vision M39 của bên em lên. Chiếc camera gương này thì màn hình khá là bé và nó lại không có chống chói và có rất nhiều cái nguyên nhân khác để cho bác chủ không lựa chọn nó. Có thể thấy là trên chiếc gương này thì nó sẽ không có khe cắm thẻ SIM, mà khi đó thì nó sẽ thiếu rất nhiều chức năng, nó không được đa chức năng như chiếc Red Vision M39 này. Tháo đi em ơi. Và sau đây thì bạn kỹ thuật bạn ấy sẽ tiến hành bạn ấy tháo chiếc cam này ra để cho chúng ta xem là có thương hiệu gì không. Ui, sao nhẹ tênh này, không có logo của thương hiệu gì cả. Đúng rồi, không có khe cắm thẻ SIM. Nó chỉ là một camera đông đơn thuần thôi. Và nó không có chống chói các bác nhé. Nhẹ, nhẹ hều luôn. Ok, và bây giờ bên em tiến hành tháo và lắp đặt chiếc camera này. Bây giờ đang tháo cái dây của cái cam cũ đúng không? Và đồng thời đi với những cái dòng xe như dòng xe của Toyota thì tất cả các cái gioăng cao su này nó rất là rộng. Do vậy là khi mà chúng ta đi dây, chúng ta lắp đặt thì nó cũng thuận tiện. Để cái cam cũ này đây. Với những cái chi tiết, những cái gioăng bằng các cái đường dẫn này nó rất là rộng, chúng ta đi dây rất là thoải mái. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây và mở hộp chiếc Red Vision M39 này. Trong lúc bạn kỹ thuật bạn ấy tháo chiếc ok, trên chiếc camera hành trình Red Vision M39 này chúng ta có thể thấy là nó có cái phần mềm dẫn đường bản quyền từ Navitel khi kèm sản phẩm. Đây là chiếc gương của chúng ta. Ta sẽ thấy sự khác biệt của camera hành trình Red Vision M39 này. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có logo Red Vision của nhà sản xuất, có tên model Red Vision. Và ở trên mặt gương này cũng có cái logo Red Vision các bác nhé. Khi mà bấm vào màn hình khởi động cũng có logo Red Vision. Hàng nhái sẽ không có được điều này nha các bác nhé. Ok. Đây là, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp để xem các cái phụ kiện có ở trên cái gương này. Chúng ta có thể thấy là đây là chiếc dây tín hiệu và camera sau cũng có logo Red Vision. Một cái sợi anten GPS. Và đây là bộ nguồn
trên nguồn này cũng có logo Web Vision nha các bác nhé. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng Web Vision hoàn toàn bằng tiếng Việt. Ở trong này chúng ta có thể thấy là một số cái thông số kỹ thuật, ví dụ như là chip CPU thì là MTK6735, hệ điều hành Android 5.1, có RAM là 1GB, bộ nhớ trong 16GB và hỗ trợ đến thẻ nhớ 128GB. Đúng không ạ? Và rất nhiều các cái thông số khác. Ở đây nó sẽ có hai cái gom cao su đi kèm để chúng ta gắn cái gương này lên cái gương nguyên bản của xe. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành chính hãng từ Web Vision Việt Nam. Web Vision Việt Nam đều có trụ sở ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Còn danh sách đại lý toàn quốc có hàng trăm đại lý, các bạn có thể xem tại website của webvision.vn. Ok. Sản phẩm camera hành trình Web Vision M39 này thì được bảo hành 2 năm. Ok. Đây là chiếc hộp của Web Vision M39. Chúng ta lắp trên chiếc xe Toyota Altis. Cái này thì nó đã có sẵn cái ứng dụng bản quyền từ Navitel. Bạn này có cặp đèn đẹp quá nhỉ. Ok. Chúng ta sẽ chờ kỹ thuật tháo dây toàn bộ cái camera cũ và chúng ta sẽ đi dây tín hiệu lên. Ở đây các bác có thể thấy là chiếc gương của Toyota nó rất là bé, thế là khi mà lắp chồng cái gương M39 lên thì nó vừa zin. Chúng ta sẽ trên tay nhanh chiếc Web Vision M39 trong lúc chờ đợi bạn kỹ thuật bạn mới đi dây tín hiệu. Ok. Ở dưới này chúng ta có thể thấy là nó sẽ có một cái nút nguồn. Và ở trên này, phần bên trên chúng ta sẽ có một cái cổng của chữ USB này, chính là cắm nguồn này. AV in này nó chính là cái dây tín hiệu cho cam sau này. Và ở trên có khe cắm SIM và khe cắm thẻ nhớ. Khe cắm SIM này, đây là chiếc camera hành trình đầu tiên tại Việt Nam có hỗ trợ SIM 4G và là chiếc camera hành trình duy nhất đến tại thời điểm hiện tại hỗ trợ cái thẻ nhớ là 128GB. Ở đây chúng ta sẽ có cái rắc anten GPS cắm ở đây. Ở mặt sau này chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có cái ngoàm như này và nó sẽ ốp hẳn lên chiếc gương nguyên bản của xe. Đây là cái ống kính. Web Vision M39. Tí nữa sẽ bóc tem em nó. Vui lòng gắn thẻ nhớ. Đó, nguồn điện ngoài bị ngắt kết nối và sẽ bị treo sau xịn dây. Thông thường với những chiếc xe của Toyota, ví dụ như Vios hay là Altis, Innova thì thời gian lắp đặt thông thường vào khoảng 45 đến 60 phút.
chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn cho chiếc cho việc lắp cái xe tít này, bởi vì là hiện tại chúng ta sẽ phải tháo chiếc camera cũ với toàn bộ cái các cái sợi dây tín hiệu, và để chúng ta lắp trên chiếc camera mới này thì chúng ta sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để tháo toàn bộ những cái dây tín hiệu của cái camera trước này đi. Cái con gương lúc nãy của anh là làm gì, có GPS đâu nhỉ? Không có. Chỉ quay bình thường thôi mà. Rất nhiều dây. Bác này bác nắp cả cắm sau ấy. Cái xe của anh lúc cái đầu DVD anh cũng mua riêng mà đúng không? Hay là lúc mua xe có rồi? Đúng không? Lắp thêm đúng không? Chỉ có đầu DVD thôi. Vâng. Toyota Austin. Vâng. Bởi vì thực ra nếu mà khi mà anh có con M39 kia rồi thì gần như là lúc đấy nếu mà anh mua trước thì anh không phải mua đầu CD nữa. Gần như là nó có đầy đủ, thậm chí còn hơn cả đầu CD này nhá, còn xem được cả online mà đúng không, cắm sim vào ấy, phát wifi, còn xem cả phim, xem online mà anh xem trực tiếp luôn. Cái của anh có cắm sim luôn à? Không, đây phải ăn sim trực tiếp mà nó mới máu, nó mới tốc độ. Cái kia là anh phải có thêm cả bộ phát wifi trên ô tô nữa đúng không? Thì anh mới dùng được. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt chiếc Quest Vision M39 này. Vui lòng gắn thẻ nhớ. Nguồn điện thoại bị ngắt kết nối và sẽ bị treo sông xít hôm nay. Chờ tí. Chúng ta sẽ lấy hai cái cọng dây cao su lên, chúng ta úp chồng lên. Vui lòng gắn thẻ nhớ. Ok, mọi việc thao tác rất là nhanh chóng. Chúng ta chỉ lấy chiếc dòng cao su lên thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi các cái sợi dây nguồn, dây tín hiệu và dây GPS. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp cái dây nguồn. Tiếp theo là cặn dây cho camera sau. Ở trên West Vision M39 này thì nó là có một cái sợi dây để chống nhiễu. Do vậy là chúng ta xem cái hình ảnh ở cam sau khá là tốt. Tiếp theo là cộng dây GPS. Cái dây GPS này thông thường cái cục GPS này thì chúng ta sẽ dán luôn ở trên kính. Vâng, anh hút đấy, em không dùng. Wow. Chúng ta sẽ đi ba cái sợi dây đó làm sao mà nó nhét hết được dây vào trong cái mẹ. Bắt GPS ngon luôn nhỉ, lắp phát là bắt luôn nhỉ.
chúng ta sẽ nhét toàn bộ cái phần dây thừa này vào trong cái mép kính này. Ok. Với những cái dòng xe như Toyota hay Mazda ấy, thì cái việc đi dây vào trong tất cả những cái phần thịt còn thừa rất là dễ và đơn giản. Bởi vì với những cái dòng của Toyota này nó rất là trống. Những cái dòng xe như Mercedes này hay là BMW này chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bởi vì các cái chi tiết của nó được làm khá là kỹ. Ở trên chiếc GPS này nó có một cái lớp băng dính 3M và chúng ta bóc nó lên, sau đó chúng ta dán ở cái vị trí này. Vị trí này là chúng ta để nó sẽ bắt cái sóng vệ tinh một cách tốt nhất. Và cái phần dây tín hiệu cho cam sau thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái góc này, đúng không? Từ cái góc này chúng ta đi thì nó sẽ đi theo cái mép này. Chúng ta sẽ đi nó sau nó về đến đây. Sau đó là vòng về phía sau này. Cái cam sau là bác để anh chủ xe chỉ để ở trong phóng ra đó. Nên là chúng ta sẽ không phải đấu cam lùi cho chiếc xe này. Bởi vì bác chủ xe đã có sẵn cái camera lùi rồi. Còn cái phần dây nguồn thì chúng ta sẽ đi nó từ đây. Nó xuống sát cái mép cửa và nó vòng vào cái chỗ, qua cái chỗ côn và phanh. Toyota Altis 6,5 lít trên 100 km. Ok, ở đây các bác có thể thấy là những cái phần dây này chúng ta nhét hết được vào những cái khe như này. Rất là nhanh chóng. Đó. Sau đó là chúng ta lấy cái phần rong cao su này chúng ta đè lên. Nó nằm hết ở trong cái phần rãnh, ở trong cái phần khung của xe. Okay. Ở đây là em đang quay trực tiếp bằng điện thoại di động và không có cái gọi là gì là chút nào gọi là kỹ xảo cả, nên là các bác có thể là nhìn và theo dõi mà chắc chắn là chúng ta có thể dễ dàng làm theo được. Ở đây các bác có thể thấy là sau khi lắp xong thì nó sẽ có bao gồm 3 sợi dây, đúng không ạ? Sợi dây này là sợi dây nguồn này. Sợi dây tiếp theo ở giữa là cái sợi dây cho camera sau này. Và sợi dây thứ ba này là sợi dây cho cái cục GPS. Và tất cả đều được đi kín ở trong cái mép kính này. Và cái vị trí gắn GPS là cái cục này, là ở bên góc bên này. Đó, như này thì chúng ta sẽ đạt được cái độ thẩm mỹ. Và chúng ta sẽ thấy là nó rất là gọn. Dây dựa không bị lồi ra một chút nào, đúng không ạ? Với cái dòng xe của Toyota chúng ta có thể thấy là chiếc gương M39 này nó được lắp khá là khít lên chiếc gương nguyên bản của xe, nó sẽ không bị thừa một chút nào cả. Đây, ở đây chúng ta có thể thấy là hai cái dòng cao su được cố định chiếc gương này lên chiếc gương nguyên bản này, đúng không? Đó. Ok. Bánh mì, bánh rán, bánh tiêu, bánh su kem, bánh giò, bánh dày nào. Bánh mì, bánh rán.
tiêu, bánh su kem, bánh dày, bánh giò đây. Đây em sẽ tiến hành em bóc cái tem. Bánh tiêu, bánh su kem, bánh giò, bánh dày nào. Bánh mì, bánh tiêu. Rồi, cái lớp tem này ở trên cái ống kính nhá. Còn ở đây các bác có thể thấy là toàn bộ cái dây đã được đi rất là kín ở trong cái phần răng cao su này rồi. Còn cái đoạn dây thừa đây, tí nữa bên em sẽ đi cái phần này, nó rất là kín cho bác chủ xe, để làm sao mà nó không bị vướng víu gì cả. Và nó các bác chú ý là cái trên cái tẩu xe này nhá, thì là nó có lấy nguồn ở đây, chỗ tẩu thuốc lá đấy. Đây em phải dùng cái điện thoại để soi. Đúng không? Lấy nguồn trực tiếp từ tẩu thuốc lá này. Ok. Và bây giờ chúng ta chuyển sang camera sau. Chúng ta sẽ lắp cái vị trí camera nó ở kia. Ở đây thì toàn bộ cái phần dây này nó sẽ được đi từ đây về tới đây, về tới đây, về tới đây, đúng không ạ? Cái phần dây này chúng ta cũng thể thấy là nó được đi gọn ở trong xe. Trong hai cái dây này thì có một cái dây, nó là cái dây cam lùi đã được đấu thẳng với cái này, cái đầu DVD ở trên xe. Mấy cái này nó mờ lắm. Bởi vì cái kính phim cách nhiệt này của anh nó đen quá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi cái phương án lắp cái camera sau. Chúng ta sẽ đi dây toàn bộ về phía sau này. Để phía dây về phía sau này mà chúng ta sẽ lắp ở trong cái khoảng này, cái biển số xe này. Em chọc cái dây trắng này ra. Bởi vì xe của bác này dán phim cách nhiệt, do vậy là nó rất là tối, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ghi hình của camera sau. Ok, công ty chờ kỹ thuật đi dây hoàn thiện cái phần camera sau này. Chúng ta quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ luồn cái đoạn dây tín hiệu này vào cái hốc này. Một mẹo nhỏ để kéo cái dây này về phía sau. Mà gần như các cái thợ kỹ thuật về xe hơi nào cũng đều nắm được. Ok. Chúng ta mồi để nó rút dây. Bây giờ chúng ta sẽ đi dây sát vào trong mép. Đi dây rất là gọn, toàn bộ các phần dây thừa sẽ được kèn
chặt vào trong phía sau của cái rong cao su này, nên là đảm bảo là không có một cái đoạn dây thừa nào, không có đoạn dây nào lòng hoằng nào có dư ra ngoài để ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của xe. Ok, bạn có thể thấy là từ trên xuống dưới đúng không ạ, từ chỗ này chúng ta đi hết vào trong cái mép thịt và nó hoàn toàn kín đáo. Kỹ thuật của bên em đã lắp được hàng vạn chiếc xe ở trên thị trường Việt Nam này rồi, nên là đảm bảo với các bác là nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản. Ok, em sẽ đóng cửa cái xe này. Đây, ok, đây là giao diện chính của chiếc camera hành trình West Vision M39. Ở đây thì chúng ta chưa lắp SIM và chưa lắp thẻ nhớ. Chúng ta đang hoàn thành công đoạn là lắp cái camera sau. Ok, lát nữa thì em sẽ lắp chiếc SIM 3G và chiếc thẻ nhớ lên, thì em sẽ test thêm tất cả các chức năng cho các bác. Ok, trên này thì chúng ta có thể thấy là cái phần mềm dẫn đường định vị GPS này chúng ta đã được tích hợp sẵn cái phần mềm bản quyền từ Navitel. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là ở cái khu này rất nhiều tòa nhà cao tầng và cái GPS này chúng ta bắt được đến tận 7 vạch. Chiếc camera này bắt sóng GPS rất là mạnh này, rất là nhạy, đúng không ạ? Điểm bắn tốc độ 50 km/h. Phần mềm dẫn đường bản quyền của Navitel này hoàn toàn bằng tiếng Việt và nó sẽ có cảnh báo tốc độ trên từng cung đường cho các bác. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tháo cam sau, tháo cam cũ à? Chúng ta sẽ tháo toàn bộ chiếc camera cũ, cam lùi của bác Tài trên xe này. À đây là không phải cam lùi, đây là chiếc camera ở cái gương cũ. Chiếc cam sau này cũng khá đẹp nhỉ. Cam lùi theo đầu đinh đi này. Thank you.
việc lắp chiếc camera hành trình West Vision M39 này, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn ở chiếc camera phía sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải đi dây, thứ hai là chúng ta sẽ phải khoan cố định chiếc camera này. Atit 1.8. Cái xe này khá là tiết kiệm nhiên liệu. Thông thường các cái dòng xe ô tô ta khá tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên các cái option, các cái nội thất bên trong thì không được bằng các cái hãng khác. Đơn cử là Mazda. Trong khi chờ đợi bạn kỹ thuật tháo chiếc camera, điểm bắn tốc độ 50 km/h phía trước, camera phía sau và lắp cái camera của West Vision vào, thì chúng ta sẽ quan sát một chút chiếc gương này. Chúng ta có thể thấy là cái bản đồ của nó được thiết kế dưới dạng 3D này, có rất nhiều các cái thông tin, các cái menu ở phía trên. Chúng ta có thể thấy là cái vệ tinh này còn lên 9 vạch rồi đây này. Số 9 đây này. À, 8, 8. À, bác ơi, em lắp SIM giúp anh. Hỏi anh ấy xem anh ấy lấy thẻ 16 hay 32 nhé. Anh ơi. Không thì chiếc camera này được tốc độ 50 km/h, hỗ trợ cái thẻ nhớ là 128GB. Và bác chủ xe quyết định chọn cái thẻ nhớ 32GB. Thẻ 32GB thì có thể lưu và ghi hình được 5 tiếng. Đồng thời hai camera trước và sau. Khi mà chúng ta chạy thì nó sẽ có cảnh báo ta về mặt tốc độ ở đây. Có vào được không? Ở đây thì chúng ta sẽ lắp cái SIM vào để test thử thôi. Còn bác chủ sẽ có SIM ở nhà rồi, bác chủ rất nhiều SIM 4G ở nhà. Chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt chiếc thẻ nhớ. SIM trước. Các bác chú ý là cái khe cắm thẻ SIM, chiều vát sẽ được hướng về phía trên và mặt đồng nó sẽ hướng về phía chúng ta. Sau đó chúng ta đẩy nhẹ nhàng xuống. Điểm bắn tốc độ 50 km/h, đã kết nối mạng di động. Ok, như vậy là nó đã nhận SIM rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắp thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì cái mặt vát cũng lại cắm về phía dưới. Và chúng ta nhấn thẳng xuống, mặt đồng thì quay về phía trước. Và khi camera mà có nhận thẻ nhớ thì cũng sẽ có thông báo. Bắt đầu quay. Ok. Ở đây chúng ta có thể thấy là khi mà camera đã nhận thẻ nhớ rồi thì nó sẽ có thời gian chạy nó cứ ở đây. Đấy, chúng ta đã quay được khoảng mười mấy giây rồi. Và ở trên này chúng ta sẽ có cái cột sóng 4G. Ok. Đấy, định vị vệ tinh bây giờ còn lên đến tận 10 vạch này. Bắt rất là nhạy nha các bác nha. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt thử cái ứng dụng Car Assistant này, đúng không ạ?
chúng ta sẽ cài thử và có thể để quan sát được trên điện thoại di động từ xa. Em sẽ cài nhé các bác nhé. Một tay em cầm điện thoại, một tay em quay phim nữa là nó sẽ hơi gặp khó khăn một chút. Chúng ta chỉ việc lấy cái camera ở trên phần mềm và chúng ta quét cái mã ở trên này để thiết bị, hai thiết bị này nó nhận dạng nó nhau. Và khi đó nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta bấm ở đây, còn từ chối thì chúng ta bấm ở bên cạnh. Khi mà đã được cấp quyền ở trên này rồi, chuyển sang camera kép, thì chúng ta sẽ test thử xem là chúng ta, đây là khung cảnh phía trước nhé, chúng ta sẽ test thử xem, chúng ta xem từ xa như thế nào. Chúng ta sẽ xem thiết bị này nó online đúng không? Ok. Được chưa? Đúng không ạ? Rất là khung cảnh rất là nét. Ok. Bây giờ em sẽ đứng ra phía trước của xe nhé các bạn nhé. Nó sẽ có một cái độ trễ, đúng không ạ? Và bây giờ để em test thử. Đó, các bác có thấy em ạ? Đang ở phía trước của xe đây. Chúng ta sẽ quay như thế này. Các bác có thể thấy là cái hình ảnh ở trên thu lại ở trên cái điện thoại này nó rất là rõ nét. Ở trên video chúng ta có thể thấy là nó sẽ có logo West Vision và cái tên model là M39 đấy ạ. Em đang mặc áo trắng đỏ phía trước, các bác thấy xem không hề bị giật tí nào. Bởi vì với cái tốc độ mạng 4G thì chúng ta truy xuất dữ liệu rất là dễ dàng. Ok. Ngoài ra thì nó còn là một cái bộ phát wifi ở trên xe. Và bây giờ em sẽ thử bắt wifi nhé. Bởi vì ở trên này đã được lắp một cái sim rồi. Cái tên wifi đâu? Bây giờ chúng ta phải bật cái chức năng wifi lên thì nó mới có được. Cài đặt này. Đúng không ạ? Đây, các bác có thể thấy ở đây nó có cái mục phát wifi đúng không ạ? Đã tắt đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bật nó lên. Ok. Nó có cái tên wifi là M39 wifi và ID. Tiếp theo là mật khẩu. Và bây giờ chúng ta test thử nhé. Cái chiếc điện thoại này đang được cài một mạng wifi khác ở đây. Đây chính là cái tên wifi M39 wifi. Đó. Đã được phát ở trên này. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu là từ 1 đến 8 đi. Ok. Chúng ta có thể dễ dàng đổi cái tên wifi này nhé, và đổi mật khẩu được nhé, là theo ý muốn của chúng ta nhé. Khi mà chúng ta muốn đổi thì chúng ta nhấp vào đây, nó sẽ hiện lên đó, tên và mật khẩu. Chúng ta thích tên gì, thích mật khẩu gì chúng ta có thể xóa đi. Vâng, xin cảm ơn các bác. Đó.
thì khi đấy những cái người đi ngồi trên xe này có thể dễ dàng truy cập từ cái nguồn phát wifi ở trên cái gương này. Bạn kỹ thuật viên đã lắp xong chiếc camera sau. Mình lấy nét ạ. Cái chỉnh lại được. Thì em chỉnh nữa anh. Thì em còn chỉnh khoảng cách cho anh nữa. Đây là vị trí lắp chiếc camera sau. Nó chỉ cách cái biển số một đoạn thôi. Đó, và nó có 4 cái mắt nét hồng ngoại này, có thể dễ dàng quan sát rõ nét trong đêm tối. Với chiếc camera sau này ấy, chỉ bác chủ xe không yêu cầu lắp vào cái số lùi. Do vậy là chúng ta không phải đấu điện vào cái phía đèn này. Bởi vì là bác chủ xe này đã có chiếc camera lùi đã đấu ở trên đầu DVD rồi. Nhưng mà vì yêu thích cái sản phẩm Westvision M39 này, bác sẵn sàng bỏ chiếc gương cũ mà bác đã lắp ở một đơn vị khác rất ít chức năng để lựa chọn Westvision M39 với nhiều cái chức năng tiện ích này. Ok, đây các bác nhé, cam sau này rất là gọn. Như vậy là cái thời gian để mà hoàn thành lắp đặt xong chiếc camera Westvision M39 này với xe Atis với một cái kỹ thuật cứng thì thông thường chỉ mất khoảng 3 phút thôi, bởi vì chúng ta đã mất khoảng 10 phút để mà tháo cái bộ camera cũ ở trên xe bác chủ này ra rồi. Ngoài ra ấy, thì Westvision thì chúng ta có cái mẫu bán rất khá là chạy, đó chính là Westvision S8 nhé. Em nói thêm một chút về cái em này thôi. Em này thì chỉ có cam trước thôi, nhưng mà độ phân giải nó lại là 2K các bác ạ. Và nó lại có cảnh báo thông tin cho tất cả chúng ta, cảnh báo tất cả các thông tin giao thông bằng giọng nói tiếng Việt. Ví dụ như là các cái biển báo về giao thông, các cái cảnh báo về lấn làn đường. Mẫu này được bán rất là chạy và được anh em rất là yêu thích nha các bác nhé. Với chiếc camera hành trình Westvision M39 này thì bên em đã lắp hoàn thành nó ở trên chiếc xe Toyota Tiết này rồi. Thời gian lắp đặt thì rất là nhanh chóng và bên em có lắp đặt miễn phí cho các bác nhé. Ở bên em có lắp đặt tận nơi cho các bác. Các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với bên em. Bên em sẽ có kỹ thuật để lắp đặt tận nơi cho các bác ở trong nội thành. Các bác có thể xem thêm tất cả các clip về Westvision M39 này bằng cách là gõ cái từ khóa Westvision M39 này ở trên Google hoặc YouTube, để có những cái clip hướng dẫn, những cái clip trải nghiệm, những cái clip test thực tế về sản phẩm. Bây giờ thì bạn kỹ thuật chỉ đi dây lại cái phần dây nguồn này cho nó gọn thôi, là chúng ta đã kết thúc và hoàn thành xong cái việc lắp đặt. Thạch lên hướng dẫn cho anh cách sử dụng một tí. Anh ấy ngồi bên đấy, có vào đâu. Và kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn anh bác chủ xe cái cách. Anh cứ đóng cửa anh cho nó. Em chỉ khoảng cách. Cái khoảng cách này thì anh kéo này nó xuống sát mặt đường tí này. Cái mặt chứ gọi là chân trời ấy. Còn này anh chỉ kéo về giữa xe này, để cho nó căn cái làn xe, nó vuông cái đầu xe này, như thế này. Có thể chỉnh lên một tí để cho nó cân cái camera. Dự camera đang quay như thế này nhá. Anh muốn xem cái camera thì anh dừng quay nó lại này. Dừng quay video. Dừng quay camera, anh ấn vào cái biểu tượng mà cái hình cái ảnh đó thì nó sẽ có chữ cam trước. Đây là cái này nó là cam chung. Cam trước, cam sau. Nhưng mà khi anh muốn xem cam trước hay cam sau thì anh ấn vào đây. Cam trước này.
cái này nó mấy, nó lưu mấy 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 phút thì nó, cái này nó lưu 2 phút một lần hoặc là 3 phút một lần tùy mình cài đặt. Làm sao đây mình... chứ đi mình thẻ 32GB thì mình cứ cài nó thời gian cao hơn thì được đúng không? Cái này thì mình quy định nó chỉ cài được 3 phút đến 2 phút thôi. Này, 3 phút. Vì nó cắt ngắn cái video cho mình dễ xem khi mình post lên mạng ấy. Hoặc là mình lấy clip ra dễ xem. Rồi, ok. Đấy, khi mình dừng quay thì mình quay lại nó thôi. Bây giờ, bắt đầu quay. Bây giờ mình muốn nhấp vào nút đổi để đường xem camera từ mình cửa sổ nổi trên màn hình. GPS này. GPS này. Điểm bắn tốc độ 50 km/h. Cái con camera này nó có chế độ khi ban đêm trời tối nó tự chuyển màu đen để đỡ phạt sáng vào mặt mình. Nếu mà mình muốn tìm đường này, đầu tiên thì anh vào cái 3 chấm này. Để em cài đặt nó ra. Anh nên để cái này về 35m rồi, lệch lộ trình 35m. Khi mình đi quá cái lộ trình của nó, quá 35m thì nó sẽ nót lại cho mình một cái lộ trình khác. Đây, mình vào phần mình muốn tìm đường này, đầu tiên mình vào 3 chấm này. Và tìm kiếm này. Theo địa chỉ này. Chọn quốc gia đã. Anh muốn cái vùng không hành mặc định luôn được à? Mình không... chọn rồi, mình chọn cái này là mình mặc định rồi. Vùng hành chính này chính là cái tỉnh mà mình muốn đến. Đấy, ví dụ như anh đi tìm trong Hà Nội này, Bắc Giang đi. Thì Bắc Giang thì cái trong cái thành phố của nó thì nó sẽ có cái tên đường. Đó, ví dụ như tên đường là 19 tháng 5 này. Anh ấn vào đường đi này. Nếu chọn được rồi anh ấn vào đi này. Anh ấn vào đi nữa này. Thì nó sẽ loạt cái lộ trình của mình đi. Rẽ phải. Đó. Cái cách tìm đường tiếp theo nhé. Khi mà anh về các xã nhỏ của các tỉnh ấy. Thì anh vào tìm kiếm này. Theo địa chỉ này. Thầy dừng lại, cũng quay lại đoạn này một tí. Đây. Anh nhá, ở trong này nó có hai cách tìm. Cách tìm thứ nhất ở bên trái ấy, đó là cách tìm theo địa chỉ. Cách tìm thứ hai là theo địa điểm. Theo địa chỉ tức là những cái nơi mà anh đã biết tên đường và số nhà thì anh sẽ vào cái phần đấy. Thế còn ở bên địa điểm kia ấy, là những cái nơi ví dụ như là trường học này, bệnh viện này, ủy ban này. Đấy. Rồi. Là những cái nơi mà anh không biết nó hoặc cái vị xã, trí phường, nó rõ ràng đấy phường, thì anh sẽ tìm vâng anh tìm ừ. theo cái đằng bên đấy là được. Vâng. Sau khi mà tìm xong ấy, thì nó sẽ vẽ cho anh một cái cung đường và nó sẽ chọn cung đường ngắn nhất cho anh để anh đi. Còn ngoài ra nếu mà anh đi lệch cái đường, anh đi sai đường chẳng hạn, nó sẽ vẽ cho anh một cái đoạn đường mới để làm sao mà anh đi tới được đích. Và nó đều có tiếng Việt. Rồi, ok. Tự như bác đấy là tìm mà địa điểm, còn cái địa chỉ ấy, mà anh chỉ về cái xã nhỏ thôi thì như anh về xã Đông Cơ chẳng hạn. Đây nó có, đây nó có nhiều xã, ví dụ xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình này. Năm chữ đi này. Đấy, mình rõ nguyên cái chữ đấy ra là nó sẽ ra được. Rẽ phải, điểm bắn tốc độ 50 km/h. Khi anh đã hoàn thành lộ trình nhá, mà anh không muốn dẫn cái theo cái đường đấy nữa thì anh phải dừng lại lộ trình này. Đây, dừng lại lộ trình để nó không thông báo cho mình nữa. Chứ không dạ, không thoát hẳn ra luôn được à? Đây, nó thoát hẳn ra rồi đấy. Khi anh muốn sử dụng vừa bản đồ này, vừa camera hành trình này, thì anh ấn vào cái nút đỏ này. Chạm một lần để chuyển đổi camera đó. Và nhấp nút để vào DVR. Anh muốn xem xe đằng sau nó có gần mình hay không thì anh gõ một lần nữa này, chiếu đằng sau. Anh muốn toàn camera thì anh gõ vào hai lần. Nó sẽ ra. Rồi. Thế là đã xong. Cái gì nhỉ? Thế còn cái xem trên điện thoại. Xem trên điện thoại thì bây giờ em sẽ cài phần mềm cho anh. Anh sẽ đang sử dụng máy gì ạ? Đấy. Cho mình cả hai máy đi. Cài được không? Quét được cả quét được hết này. Anh mở ra cái mã. Điểm bắn tốc độ 50 km/h. Anh nói. Anh bắt cái ấy thôi. Bắt wifi của cái sim này, anh vừa lắp thử cái sim vào để test. Thôi cái đấy cũng 3G cũng có sim như nó. Cũng có 3G. Sim như nó khỏe hơn. Đẳng cấp VIP à anh?
Không, cái M39 wifi ở dưới. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái bộ phát wifi trên xe ô tô rồi. Phát wifi là cũng vào các cái cài đặt này giống dạ, như rồi. Màn điện thoại bình đấy, thường anh, đúng không? Anh thấy cái chữ phát wifi đây, ở cái dòng đây, cuối đấy. Đây đây đây. Vâng, thì trong đấy anh có thể đổi được cái tên wifi đổi và cái tên mật khẩu. Vâng. Ừ. Là theo cái ý của anh luôn. Cái cài đặt IDVR. Cái đấy là để cài đặt về camera thôi. Vừa mới chạm vào cái gì nhỉ? Không, không em đang kết nối. Kết nối à, thì thằng này, cái thằng trên nó sẽ nói là có vừa một máy kết nối vào mạng. Ừ, thế cái cài đặt DVR này đã cài đặt mặc định luôn cho mình đi. Dạ, nó DVR có... chính là em cài được. À rồi. Tự động đi, ngủ à. Tự động ngủ là cái gì? À cái đấy là nó tự dừng không quay nữa trong vòng 30 phút khi mình dừng xe. À rồi rồi. Chịu lâu quá không? Tại vì nó ảnh hưởng đến pin không? Dạ không. Cái này thực ra pin của nó rất là ít. Những camera hành chính người ta làm rất ít pin vì mình vừa sạc vừa dùng rất là nóng. Ừ. Người ta sẽ không làm vậy, chắc là cháy nổ. Chạy nhanh hết nhỉ. Chuẩn nơ mà. Ừ. Phát wifi chuẩn nơ mà. Như một cái bộ phát wifi bình thường tenda ở nhà bình thường ấy. Chạy con này. Anh đăng nhập Facebook vào nhá để làm cái tài khoản nhá. Anh quay cái đoạn mà khi em kết nối này. Ok. Đây nhá. Mình ba khi anh đã tài tài khoản nó như thế này rồi, nó vào như thế này. Mình muốn kết nối nó này. Và chữ mi này. Đến cái phần auto quét mã lên này. Nhấn phần đầu tiên này. Xong mình scan nó này. Scan mã code nó này. Receive by request from Song Việt. Đấy, mình đồng ý. Ok. Ok, đây thì mình ra đây mình xem bình thường thôi. Ấn vào đây. Ấn nút này. Đó, mình xem này. Còn anh mà muốn xem anh muốn xem vị trí của nó luôn nha. Ừ. Anh xem vị trí nó này, nhận đây. Đấy. Zoom được luôn, zoom vào tận ngõ luôn. Ừ. Đấy, anh đang nhìn anh đang ở ngõ nào này. Yeah. Vị trí của anh không sai lệch được. Ừ. Đó. Yeah. Vị trí xe của anh đang ở đâu? Còn khi mà mình xem ở đây, mình xem đây thì mình chỉ xem được đây cái lever cũng... đấy là xem trực tiếp. Xem trực tiếp này. Ừ. Đây là anh đang xem qua wifi nhá. Phải em tắt wifi đi. Một device connect to the hotspot. Xem qua từ xa qua 4G luôn đấy. Anh xem qua 4G nhá, anh không liên quan gì, không liên quan gì mạng, coi như anh đang ở nhà nhá. Ừ. Đấy, không. Không giật tí nào luôn. Thế bây giờ mình cho thoát hết màn hình chính. Cái này nó là một cái ứng dụng cài trong máy hay là mình cho vào Facebook? Thạch làm không. Lại từ đầu đi. Nó là cái ứng dụng ở trong máy rồi. Đây nó ứng dụng như Facebook rồi. Rồi thế mình cứ vào đấy thôi. Kết nối Facebook để làm tài khoản cho nó. Hoặc là kết nối WeChat để làm tài khoản cho nó. Giống như tài khoản đăng nhập ấy. Đây nha, anh vào đây này. Anh vào phần Mi ở bên góc phải. Xong vào mục thứ 2 ạ. Mục thứ 2 này. Mà chọn Liver bên dưới. À, mình sẽ xem được rồi luôn. Bây giờ em sẽ bắt wifi đó, em sẽ hướng dẫn cho anh cách lấy clip từ camera ra để đẩy đến Facebook hoặc là đẩy lên mạng xã hội của anh. Cứ cài cái máy này này, tại mình hay nếu mà có tải lên thì tải lên bằng dạ máy Android. Cái này là nó giống nhau mà. Nhưng mà cái tài khoản Facebook mình hay sử dụng. Em cứ hướng dẫn qua cho anh thôi. Đây ok. Đây là anh đang xem trực tiếp từ mạng, gọi là xem lỗi mạng ấy. Ừ. Từ con wifi con này phát xuống con này. Mình xem đây. Mình muốn lấy file nó này. Mình nhấn chữ file này. Thì file nó sẽ nằm ở đây. Rồi, file. Xong file. Mình dí vào đây. Dí vị nguyên. Đấy thì mình sẽ có phần down này. Rồi, tại bên down, này. Down nó xuống. Đào cái này thì không cần, con này cần dữ liệu mạng, không cần. Vì đây là mình đào lỗi mạng mà. Ừ.
80% rồi. Hai bao nhiêu mê? 200 mê rồi. 207 mê. Thế là nhanh đấy nhỉ? Nhanh mà. Sau đó là mình... Anh khi đao xong thì nó nằm ở chỗ vật này. Biểu tượng cái hình ảnh này. Nó sẽ nằm ở đây. Rồi. Nằm ở đây xong thì mình sẽ phải dí vào chặt này. Nó sẽ có phần đao này. Một là mình sell về album. Hai là sell trên cái ứng dụng phần mềm này là chung. Của cái phần mềm K-Acid này. Hai là mình sell về Facebook. Rồi. Đây em thử sell về album nha anh nhá. Ok. Rồi. Đao lại. Đó. Anh sẽ mở ra. Vào trong bộ sưu tập là đã sẽ có cái đấy rồi. Đây. Rất là mượt nhá. Sẽ camera sẽ không bị giật. Đây là anh đang xem qua wifi nhá. Đấy, cái này bây giờ là nó thuộc album mình rồi, mình muốn sử dụng nó là thì mình sử dụng thôi. Ok. Cái ấy, quét mã bằng cái. Okay, okay. Bây giờ bạn Thạch bạn ấy sẽ ấy cho anh cái máy thứ hai kia thôi. Ok. Vừa rồi ấy, thì bạn kỹ thuật viên đã lắp đặt và hướng dẫn sử dụng chiếc camera hành trình Web Vision M39 này ở trên chiếc xe Toyota Tiếp. À, với rất nhiều cái tính năng hay và nổi bật thì West Vision M39 nó sẽ là cái sản phẩm tân tiến và hiện đại nhất trong tất cả các dòng camera hành trình tại cái thời điểm hiện tại này. Thì vừa rồi cả thời gian lắp đặt và hướng dẫn sử dụng cho bác chủ đến bây giờ là được khoảng gần tròn 1 tiếng rồi. Em xin kết thúc cái video tại đây. Thì các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng để lại cái số điện thoại hoặc là comment ở bên dưới cái video này, ở bên em sẽ tư vấn cho các bác và hỗ trợ giao hàng cũng như là lắp đặt cho các bác ở tất cả các tỉnh thành ở trên toàn quốc. Ngoài ra các bác có thể vui lòng gọi điện đến số 1900 0388 để được tư vấn hỗ trợ một cách nhanh nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác và chúc các bác lái xe an toàn. Xin cảm ơn.